bạn thân mến, có một câu hỏi như thế này: liệu rằng có cách nào để giúp bạn xóa đi toàn bộ những trải nghiệm, những ý nghĩ và những niềm tin trong quá khứ mà ngay thời điểm hiện tại nó không hề có lợi cho việc sáng tạo hoan hỷ của bạn? Bạn thân mến, bạn không thể nhìn vào một trải nghiệm không mong muốn và tuyên bố một cách hùng hồn rằng tôi sẽ không nghĩ tới nó nữa. Vì sao? Vì chính vào lúc này bạn vẫn đang nghĩ đến nó. Nhưng bạn có thể nghĩ đến điều gì đó khác hơn. Và khi bạn chú ý đến điều gì khác thì đối tượng không mong muốn từ trong quá khứ sẽ mất đi sức mạnh, và với thời gian bạn sẽ hoàn toàn loại nó ra khỏi tâm trí của mình. Thay vì phải gắng sức để xóa bỏ quá khứ thì bạn hãy tập trung vào hiện tại và hãy hướng ý nghĩ của bạn đến những điều dễ chịu, vui vẻ và tích cực. Và sau đó hãy tiếp tục nhẹ nhàng thêm dần vào những việc khiến bạn cảm thấy tích cực hơn. Thì lúc này bạn sẽ không còn tạo nên những điều không mong muốn một cách mặc nhiên. Việc nhận biết một cách có ý thức luật hấp dẫn, cùng với việc bạn quyết định chú ý đến cảm xúc của mình và mong muốn cảm thấy những điều dễ chịu, sẽ khiến bạn trải nghiệm niềm hân hoan của việc sáng tạo có chủ ý. Thì kết quả là sẽ đưa bạn đến bất kỳ nơi nào bạn quyết định đến. Vậy hãy luôn là người sáng tạo một cách có chủ ý, không tập trung vào những điều không vui ở quá khứ, mà hãy tập trung vào những gì bạn đang mong muốn ở hiện tại, để tạo dựng nên một tương lai tươi sáng bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng tôi. Hãy follow tôi để có những bài học giá trị trong cuộc sống về luật hấp dẫn bạn nhé.